Xin chào các bạn nhá. Hôm nay Mạnh Phát tiếp tục là mang đến lô xe, những lô xe không thể đẹp và rẻ hơn, đúng không? Nhân mùa Covid, đúng không? Mùa Tết thứ N dành cho các bạn, đúng không? Ngày hôm nay là ngày nghỉ Tết thứ 5 tại Hà Nội, tức là chúng ta còn 10 ngày cách ly, à 9 ngày cách ly nữa cơ mọi người ạ. Thì một lô bao gồm là Vespa này, Zoomer, GoGo và X-Men. Con đầu tiên là một con GoGo JVC của GoGo JVC mọi người nhá. Con này là đời 2020 nha mọi người nhá. Đấy. Đây cho mọi người xem này. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, xi nhan đôi này, led liếc pha ngon. Con này rất là hay. Đây. GoGo này, phanh trước là phanh đĩa này, JVC này, lốp mới tinh luôn này mọi người nhìn. Đấy. Xe rất là đẹp. Đây mọi người xem. Mới sức nhẹ một tí như tí cái này không đáng kể. Chìa khóa này. Đèn hậu của nó đẹp lắm mọi người ạ. Đây mọi người quay ra đèn hậu cho mọi người xem đèn hậu của nó đi. Đây. Để mình sẽ bật đèn cho mọi người xem ấy. Mọi người thấy gì chưa? Chất chưa? Đèn nó là dạng kiểu là nó nháy theo kiểu nó có kiểu có đá bên trong ấy. Đẹp lắm. Mọi người thấy đẹp không? Lốp sau cũng mới tinh nha mọi người nhá. GoGo JVC. Xe đi rất là êm và chất cực kỳ bốc nhá. Và đi được khoảng 50 cây một lần sạc. Con này đang được Mạnh Phát bán cho mọi người với giá là 7 triệu rưỡi nhá mọi người nhé, 7 triệu 500 nghìn đây. Có cả cốp, có cả bình AQ đây. Để cho mọi người xem này. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Đầy đủ hết tính năng này. Sạc này. Xe rất là đẹp. Con này là một trong những con GoGo rất là đẹp của JVC nha mọi người. Đây, tem JVC. JVC là một trong những hãng xe điện rất là ok. Để cho mọi người xem. Ngoại hình rất là đều nhá, rất là đẹp, rất là sáng, màu đen bóng. Lốp rất là mới nhá. Con này 7 triệu rưỡi là bình theo xe luôn nhá mọi người nhá. Bình theo xe đời 2020 luôn. Đấy, bán cho mọi người giá là 7 triệu rưỡi. Đây. Con thứ hai là một con Vespa của Niyoshima. Con này đã được Mạnh Phát dán đề can màu xanh sần rất là đẹp. Và chất màu này là màu hot nhất năm 2021 này. Con này thì đang được Mạnh Phát bán với giá là 6 triệu bình cũ nhá mọi người nhá. 6 triệu bình cũ, 7 triệu bình mới nhá mọi người nhá. Giảm giá mua dịch cho mọi người luôn. Quá chất luôn con này của Niyoshima. Đây. Xe nhìn rất là cao mọi người nhìn không, gần như là nó sẽ là cao nhất trong lô này luôn đấy. Đây, anh sẽ quay mặt đồng hồ này. Cái mặt đồng hồ này khiến ta liên tưởng đến một con Liberty. Đúng không ạ? Rất là đẹp. Xe có số này. Đấy. Gá rất là êm nhá. Đây, mọi người nhìn có cả số lùi này. Đấy, mọi người nhìn có cả số lùi luôn nhá. Đấy. Màu rất là đẹp và con này rất là cao và đi rất là thích. Con này là một trong những dòng Vespa. Niyoshima này là dòng Vespa nhập khẩu nha mọi người nhá. Nhập khẩu đấy. Nên là cực kỳ về linh kiện của nó rất là tốt. Đấy, cốp này đầy đủ hết này. Vỏ yên đã được bọc mới này, làm rất là cẩn thận. Nhắc lại nhá, con này sẽ có giá là 6 triệu bình cũ, 7 triệu bình mới nha mọi người nhá. Đây, con tiếp theo là một con Vespa trắng đời mới, đít vuông, đầu đèn to. Đấy, con này thì có cả đăng ký luôn. Con này có đăng ký biển 15 biển của nó đây. Con này thì sẽ có giá là 7 triệu 7 bình mới nha, có cả đăng ký luôn mọi người ạ. Thực ra xe điện thì có cũng được mà chả có thì cũng chẳng sao. Là chia sẻ cho anh em biết. Đấy. Con này có cả đăng ký biển nha mọi người nha. Đấy, giá của nó sẽ là 7 triệu 7 bình mới luôn. Đấy, thông báo cho mọi người biết luôn. Màu trắng con này mới tinh gần như không có vết xước nào nha, anh ta sẽ quay đằng sau cho mọi người xem. Đấy, mới tinh luôn. Gần như là mới tinh. Gần như không có vết xước nào luôn. Xe rất là đẹp. Ốp càng đời mới này. Được chưa? Đây, con cuối cùng là con Zoomer đi vô Anbico. Zoomer này Mạnh Phát chỉ còn một con thôi nhá mọi người nhá. Đây, con này ngoại hình cũng khá là ok. Đẹp chắc chắn. Hôm nay là quyết định là giảm giá mua dịch cho mọi người. Con này có giá là 6 triệu bình mới. Mọi người nhớ nhá. Con này sẽ có giá 6 triệu bình mới này. Đây, đây, rất là ngon. Đấy. Anbico này là với lại đi bao là một hai dòng Zoomer mà Mạnh Phát đánh giá rất là cao vì nó đều là dòng xe nhập. Đây chúng ta sẽ xem giảm sóc của nó này. Rất là đẹp này. Đây giảm sóc sau này cũng rất là ngon. Đồ đạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá mọi người nhá. Đi Zoomer rất là hay. Đấy. Được chưa? Con này thì Mạnh Phát thông báo cho mọi người biết đấy, giá sẽ là 6 triệu bình mới và 5 triệu bình cũ nha mọi người nhá. Xe đi rất là ok, đấy, phanh pháo mọi thứ đã được kiểm tra bảo dưỡng nhé. Tất cả xe đều được Mạnh Phát kiểm tra rất là kỹ. Còn đây là lỗ X-Men nha mọi người nha, cho mọi người xem này.
Đây mình sẽ bỏ cái này ra cho mọi người xem. Nhìn em này chết đi. Con này thì sẽ có biển nhá mọi người, có đăng ký nhưng bị mất biển nhá mọi người nhá. Con này có đăng ký đấy, con đen này này. Đây, con này có đăng ký này. Con này thì sẽ có giá là 6 triệu rưỡi bình mới nha mọi người nha, vành 12. Xe rất là đẹp. Đấy. Đấy mọi người nhìn thấy xe đẹp chưa? Gà đi rất là bốc, con này đi rất là hay. Bốc. Đấy, đấy. Con bên trong này là X-Men của Zadia, hàng nhập khẩu. Con này cũng có giá là 6 triệu rưỡi bình mới. Màu đen cam rất là đẹp. Hàng nhập nên là đồ đạt nó cũng sẽ hơi khác một chút nhé. Con này cũng là xe nhập này, con này sẽ có giá 6 triệu bình mới này mọi người này. Cũng rất là ngon. Đấy. Xe nhập nó khác. Con này là xe cũng là con này là vành 12 màu trắng, con này rất là đẹp. Con này thì có giá 6 triệu rưỡi bình mới này mọi người này. Còn con này thì giá rẻ, con này giá là 4 triệu rưỡi bình cũ và 5 triệu rưỡi bình mới thôi. Top men, con này cũng là toàn bộ là hàng nhập khẩu hết. Xe này nhập khẩu. Vành 12 rất là to. Con này có quả đèn hay đấy mọi người nhìn này. Đèn đẹp lắm. Đấy, anh có thật quay mọi người xem nó, đèn rất là đẹp. Đấy. Nói chung là lô này Mạnh Phát là rất là kỹ, bởi vì là như mọi người biết đợt này nó là dịch bệnh mà, nên là cũng khá là rảnh hơn mọi lần ý. Nên là thật sự là cái xe sẽ được trau chuốt tỉ mỉ từng chỗ một luôn, làm sao mà nó gọi là tối ưu hóa nhất trong phạm vi cho phép được. Mặc dù là xe cũ ấy, nhưng mà Mạnh Phát luôn trau chuốt và cố gắng làm cho mọi người đẹp nhất có thể nha mọi người nhé. Mọi người nhớ này, giá trên là Mạnh Phát chưa bao gồm phí vận chuyển đâu mọi người nhé. Phí vận chuyển thì sẽ là miền Bắc thì sẽ là 300, miền Trung thì sẽ là 400, còn miền Nam sẽ là 500 mọi người nhé. Và khi mọi người mua xe của Mạnh Phát thì mọi người sẽ được tặng một mũ bảo hiểm. Đây, tặng đến khi nào hết dịch thì thôi. Hết 10 ngày phong tỏa nữa, tức là 10 ngày nữa chúng ta mua xe cũ chúng ta vẫn sẽ được tặng mũ của Mạnh Phát này. Đấy. Đấy. Mũ rất là đẹp và dày dặn nha mọi người nha. Mũ rất là xịn. Đấy, bình thường chỉ mua xe mới mọi người được tặng thôi, nhưng bây giờ mua xe cũ mình cũng tặng, vừa giảm giá lại còn tặng một phần quà trị giá 200.000 đúng không? Lại đủ đôi đường luôn. Mọi người nhớ nhá, điều kiện để mua xe của Mạnh Phát thì mọi người biết rồi đúng không? Mọi người sẽ phải đặt cọc trước là 1 triệu rồi nhận xe, chúng ta thanh toán nốt qua Viettel Post nha mọi người nhá. Mạnh Phát là một trong những đối tác rất là lớn của Viettel Post trong ngành xe điện luôn. Bởi vì 18 Mạnh Phát gửi con số lên hàng trăm chiếc trong ngành Viettel Post, nên là rất được ưu ái và rất được mà Viettel Post ra hàng rất ưu ái và cẩn thận hàng nhá. Nếu hàng có vấn đề thì Mạnh Phát sẽ đền bù cho mọi người nhá, nên mọi người không phải lo lắng, được chưa? Bọc hàng cũng sẽ rất là kỹ. Mùa dịch này nhưng mà Viettel Post vẫn ưu tiên và đánh xe tận nhà để lấy hàng của Mạnh Phát đi, nên mọi người không phải lo nhá. Mọi người nhớ nhá, số điện thoại của Mạnh Phát là 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Mình nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối. Mọi người có nhu cầu thì alo cho mình nhá, chọn mẫu xe nào thì cứ alo nhá. Đấy, xe thì rất là đẹp và làm rất là kỹ và tỉ mẩn luôn. Đấy, mọi người hãy nhanh tay sở hữu xe thời điểm này, vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng nhá mọi người nhớ này. Vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng, đến khi mà nó cao điểm quá rồi thì sẽ không tìm được chiếc xe nghỉ đâu ạ. Bây giờ đang là thời điểm vàng để mua xe đấy. Càng dịch thì chúng ta càng ở nhà có thời gian nghiên cứu và chọn được những mẫu xe kỹ nhất nhá. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ Mạnh Phát về xe cũ này nhá. Nhớ ấn đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo nhá. Dạo này lượt view xem tăng kinh khủng luôn, nhưng mà lượt đăng ký Mạnh Phát thấy đang bị tụt rất là nhiều, nên mọi người tranh thủ ấn đăng ký để cho kênh của Mạnh Phát nhanh chóng đạt được 10.000 sub nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.